xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình, mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại thì Duy bây giờ đang trên đường cao tốc Trung Lương các bạn. Đó, thì Duy đang trên đường đi về thành phố Bến Tre để mà gặp một anh khách hàng của Duy. Đó, thì với cái chương trình mà nếu mà các bạn có xem mà những cái clip mà Duy đăng cách đây khoảng tầm mấy ngày á, thì Duy có đăng một cái clip nói về cái chương trình hỗ trợ tài chính bên Duy là chọn dẫn đầu, ngưng do dự, thì sở hữu xe Mercedes-Benz chỉ với 5 triệu đồng một tháng thôi. Đó, thì khi mà Duy đăng một cái clip như vậy các bạn, thì có rất là nhiều những anh chị khách hàng coi như là rất là quan tâm cũng như là cực kỳ hứng thú với lại cái chương trình này. Đó, thì điển hình là anh khách hàng của Duy ở Bến Tre ngày hôm nay. Đó, thực ra là trước đây các bạn, cách đây coi như là từ khi mà Duy đăng cái chương trình này đến bây giờ các bạn, thì Duy cũng có rất là nhiều những anh chị khách hàng đang quan tâm, cũng như là Tiến cũng đã có những cái hay coi như là duyệt cho Duy và khách hàng cũng đã quyết định mua xe luôn rồi. Đó, thì ngày hôm nay tiếp tục một cái điều nữa, hy vọng là ngày hôm nay coi như là hai anh em mình đi xuống dưới gặp anh khách hàng chắc là thành công ha, cái điều này ha, hy vọng là vậy ha Tiến. Dạ. Đó, thì mọi cái coi như cái điều này có thành công hay không á thì còn phải phụ thuộc vào em rất là nhiều. Dạ. Ha, đúng không? Dạ. Thì với cái chương trình này các bạn là sở hữu xe Mercedes-Benz chỉ với 5 triệu đồng một tháng ha, 5 triệu đồng một tháng. Đó, thì nó sẽ cụ thể như thế nào và số tiền trả trước như thế nào thì bây giờ Tiến sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn biết luôn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tiến thuộc bộ phận thẩm định tín dụng và cấp tín dụng từ ngân hàng Tiên Phong TP Bank. Thì ngân hàng mình đang có chương trình chọn dẫn đầu ngưng do dự, đang liên kết với anh Bách Duy. Thì trực tiếp với lại Mercedes-Benz. Dạ, Star. Dạ. À, dạ. Thì chương trình này phải nói là vô cùng hấp dẫn anh ạ. Chưa từng có. Thật ra chưa từng chưa có từng từ có. Tới giờ. Chưa từng có. Chưa từng có luôn. Thật ra anh làm ở Mercedes-Benz khoảng tầm 8 năm rồi. Dạ. 8 năm rồi ha. Nhưng mà trong lịch sử chưa bao giờ có một cái chương trình nào nó như chương trình này. Quá hấp dẫn. Dạ. Dạ. Quá hấp dẫn luôn. Quá hấp dẫn. Tính ra thì để sở hữu một chiếc xe thì số tiền bỏ ra là quá ít đúng không anh? Quá ít, và số tiền để trả hàng tháng cũng quá ít, từ 5 triệu đồng. Đó, thì điển hình như là cái chiếc xe C180 đi. Dạ. Thì anh đang nói là ở một cái chiếc xe mà coi như với một cái mức giá coi như tốt nhất hoặc là tiêu chuẩn nhất hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz. Đó, thì em có thể cho cụ thể là khách hàng phải trả trước bao nhiêu, đó, rồi như thế nào? Dạ, thì đối với chiếc xe C180 AMG ấy, thì đối với giá niêm yết là 1.499.000.000, khách hàng chỉ cần trả trước là 20% với số tiền là 299.800.000 là đã có thể sở hữu chiếc xe này rồi, và một tháng khách hàng chỉ cần phải trả là 5.500.000 đồng thôi. 5.500.000 đồng. Đó, thực ra cái chương trình này các bạn, khi mà Duy đăng lên nó có rất là nhiều những bạn ở trên mạng ha, là nói là không tin luôn, cũng có rất là nhiều người nói là tại sao mà đăng những cái thông tin như thế này thì nó không đúng sự thật, nhưng mà cái này là sự thật 100% luôn. Và có cả bạn Tiến ha, là nhân viên cấp tín dụng cũng như là thẩm định bên ngân hàng TP Bank ở đây xác nhận luôn, chương trình này hoàn toàn là có thật luôn các bạn. Đó, và với cái chương trình này thực ra là Duy và Tiến anh em cũng đã có rất là nhiều những khách hàng quan tâm cũng như là đã được cấp hạn mức tín dụng rồi. Dạ, đã được cấp tín dụng rồi. Và khách hàng đó là những khách hàng mà đã có gọi là trong cái thị trường tài chính cũng rất là nổi tiếng đó anh. Rất là nổi tiếng đó. Thì thông tin này thì thông tin bí mật nên là không thể tiết lộ được, nhưng mà khách hàng đã có kinh nghiệm về tài chính cũng rất là nổi tiếng trong ngành tài chính tại Việt Nam mà vẫn chọn cái chương trình này. Thì chứng tỏ là cái chương trình này từ TP Bank liên kết với cả Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, Mercedes-Benz Vietnam Star rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn. Dạ. Thì dạ, cái anh khách hàng mà Tiến vừa nói các bạn cũng là cái anh khách hàng mà của Duy luôn đó, và ngày hôm qua thì Tiến cũng vừa mới cấp cái thông báo tín dụng cho cái vị khách hàng này, người rất là nổi tiếng trong cái ngành tài chính luôn cũng như là địa vị xã hội. Dạ, có địa vị xã hội cao đó. Thì dạ, khi mà Duy đề xuất cái chương trình này cũng như là giới thiệu cái chương trình này cho anh á, thì coi như là anh quyết định ngay. Dạ, quyết định ngay luôn. Quyết định ngay luôn. Đó, cho nên là các bạn thấy không? Thực ra thì mỗi người, mình không phải nói là cái chương trình này nó gọi là quá là tốt, coi như là tốt nhất là the best gì đó, không phải. Nhưng mà mỗi người, mỗi cái vị khách hàng thì sẽ có một cái
lựa chọn khác nhau, một cái lựa chọn khác nhau. Thì có thể là chương trình này thì đang là phù hợp với lại anh chị khách hàng này, nhưng mà có những chương trình này thì lại khách hàng lại không cần đó, tại vì là khách hàng có thể là trả tiền mặt 100% luôn đúng không? Đó thì Duy có một cái khách hàng Duy cũng chia sẻ luôn là thay vì là phải mua một chiếc xe Mercedes-Benz S450 thì chị phải là bán cái bất động sản đó để mà dồn tiền vào hết để mà mua cái chiếc xe này, nhưng không cần đúng không? Dạ không, cần. Không cần đó, chỉ cần là trả trước khoảng 20% với chiếc S thì Duy nghĩ là hơn 1 tỷ, hơn 1 tỷ một chút xíu là các bạn đã sở hữu được chiếc S lát rồi. Và mỗi tháng trả cho cái chiếc S là khoảng bao nhiêu? Đối với chiếc xe S450 thì một tháng là trả khoảng 15 triệu 500 ngàn đồng. 15 triệu 500 ngàn. Dạ, 15 triệu 500 ngàn đồng. Với cái số tiền 15 triệu 500 ngàn đồng đó thì nó quá ít so với lại là mình mua mình trả một chiếc S. Đó thì ví dụ đi cái bất động sản đó chỉ có thể để 1 năm hoặc là 2 năm sau chỉ có thể là bán cũng sinh lời đó, rất là nhiều lần, rất là nhiều lần hết cho bên ngân hàng bên em luôn. Dạ đó, là coi như cái số tiền còn lời rất là nhiều đúng không? Đó các bạn biết rồi, thì hiện tại là chúng ta là đang trong cái dịch Covid, cho nên là hầu như là bất động sản hoặc là những cái ngành nghề khác cũng đang là bão hòa hoặc là đang bị đứng lại, thì dự kiến là sắp tới là nó sẽ bùng nổ trở lại đúng không? À, anh có nhớ là cái anh khách hàng hôm bữa mới đây hôm thứ tư vừa rồi ấy, anh em mình có đi gặp anh ấy đổi chiếc C200 2015 đó. Anh đổi lên rồi nhờ anh bán giúp để đổi lên chiếc C300 AMG 2021 đó. Tiến cũng mới cấp hạn mức tín dụng cho anh ấy xong. Đúng rồi các bạn, đúng rồi. Thì anh khách hàng của Duy, các bạn khi mà Duy đăng cái chương trình này lên các bạn thì anh gọi ngay cho Duy luôn. Đó thì anh đang đi cái xe C200 2015 cũng đi rất là lâu rồi. Đó thì khi mà thấy cái chương trình này hợp lý cũng như là Duy mời Tiến qua gặp anh trong vòng khoảng tầm nửa tiếng thì Duy, Tiến đã đồng ý cũng như cấp tín dụng ngay và luôn. Đó thì khi mà Tiến đồng ý xong thì anh cái này của Duy đặt cọc và chuẩn bị lấy cái xe C300 AMG đã 2021. Đó các bạn thấy không? Thì với cái chương trình này thì những anh chị đặt bạn mà đang sở hữu những cái chiếc xe đã coi như là lâu rồi á, hoặc là những đâu đó anh chị còn đang đi tìm những cái mẫu xe những thương hiệu phổ thông đó, thì với cái chương trình này á, thì Duy nghĩ là nó quá là tuyệt vời luôn đó. Thay vì là anh chị phải mua một cái chiếc xe phổ thông ở mức trả tương đương đó, nhưng đối với chương trình này các bạn với số tiền đó các bạn đã sở hữu được một cái chiếc xe Mercedes-Benz rất là cao cấp ha, rất là sang trọng luôn. Thì cái chương trình này thì nó sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định thôi, thế nên là bạn nào mà có nhu cầu hay là muốn quyết định chọn cho mình một thương hiệu nổi tiếng đến từ Đức thì mọi người hãy chọn lựa sớm, tại vì thứ nhất là xe Mercedes-Benz thì cũng sản xuất có giới hạn thôi, và cái chương trình này cũng chỉ có trong một thời gian ngắn, thế nên là bạn nào quyết định thì hãy là chọn sớm và ngưng do dự lại, sau đó là mình sẽ quyết định. Nói chung là chỉ cần giảm bớt một vài ly trà sữa nha, giảm bớt đặt hàng online rồi với cái chiếc xe C180MG ha, dạ. Trả 5,5 triệu một tháng thì các anh chị các bạn coi như là nhịn uống trà sữa một chút xíu ha, nhịn mua đồ online một chút xíu là chúng ta có thể là sở hữu được một chiếc xe Mercedes-Benz dạ. Sang chảnh rồi đúng không? Dạ, quá sang chảnh. Đó là lý do mà tại sao cái chương trình này với cái tên là chọn dẫn đầu ngưng do dự chọn dẫn đầu ở đây có nghĩa là chọn cái logo ba cạnh, chọn dạ. cái chiếc xe Mercedes-Benz và hãy tiến hành ngay và luôn để mà chúng ta có thể là sở hữu chiếc xe Mercedes-Benz sớm nhất. Thì thật ra với cái chương trình này á, thì không phải tất cả những khách hàng bên Duy đều có thể là mua với chương trình này đó, và Tiến sẽ là quyết định nè các bạn, Tiến sẽ là quyết định nè đúng không? Dạ. Tại vì để điều kiện để thực hiện một theo để áp dụng cái chương trình này ấy, thì sẽ có những cái điều kiện nhất định, thì cái đó mình sẽ đi theo anh Bách Duy để gặp khách hàng và để hỗ trợ khách hàng để làm sao mà có thể để khách hàng có thể được có sự lựa chọn mà tốt nhất, được cái ưu đãi tốt nhất, xe Mercedes-Benz dạ. thời gian coi như là sớm nhất dạ. và với số tiền bỏ ra ít nhất đúng không? Dạ. Ok, thì thôi bây giờ Duy xin được phép kết thúc video tại đây đi. Đó, nếu các bạn mà đang quan tâm đến một chiếc xe Mercedes-Benz cũng như là thấy cái chương trình này phù hợp với mình thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Duy cũng như là Tiến ha, qua số điện thoại của Duy là 0914657979. Nếu các bạn thấy cái clip này hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất cũng như những cái chương trình khuyến mại từ Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào các bạn.